Alo, xin chào anh em. Đến với clip loạt tiếp theo của mình. Thì nay mình sẽ ra clip này với một nội dung là cái server bên GMC. Tức là anh em, nếu như anh em nào mà chơi bên GMC có theo dõi thì hiện tại thì vào tối ngày 31 tháng 3 năm 2018 thì bên GMC có update một cái phiên một cái server mới và với code Thanh Long Lệnh 4, hoàn toàn giống như bên Vinagame. Cũng có đua top rồi nhận trang bị Thanh Long Tướng, Vô Song Chiến Thần đủ các loại. Ok, thì đây thì mình ác thì mình mượn được một cái bạn. Thì mình mua một con tạm con ngựa nhá, chạy cho nó nhanh. Thì sẽ giới thiệu cho anh em. Giới thiệu cho anh em về cái sự kiện này. Ok. Tôi chết rồi. Con này cấp 10 anh em ạ. Mua nhầm rồi. Mình mua lại con cấp 1 thôi, cấp 1 thôi. Đây, cấp 1 đây rồi. Đấy. Ok. Thì để mình giới thiệu cho anh em biết. Thì bây giờ là server Vân Ưng. Thì vừa nãy là 7 giờ tối. Tối thì AD nó đã update cái server mới cho anh em cày code. Thì bây giờ đang là 10 giờ 19 thì mình mới có thời gian làm clip để hướng dẫn anh em được. Thì để làm sao mình sẽ hướng dẫn qua một chút về cái sự kiện để làm sao mà anh em có thể chơi chơi bên này và nhận trang bị hào hiệp vô hạn. Thì không nói nhiều vấn đề không nói nhiều nữa, mình sẽ nói thẳng vấn đề luôn. Thì đầu tiên khi anh em vào game thì vẫn phải nếu anh em có tài khoản cũ thì không phải kích hoạt nhá. Thì còn nếu mà đã có tài khoản, nếu chưa có thì phải tạo một cái tài khoản mới rồi kích hoạt. Mất 50k thì phải. Hiện tại thì đang là có nhân 3 xu. Còn nếu mà anh em mai mới nạp thì là không có nhân 3 xu đâu nhá. Nhân 3 xu thì nạp 10.000 được 9 xu. Ok. Thì ban đầu khi mới vào game thì nó rất là giống như mọi người đấy thôi. Đều phải là làm nhiệm vụ tân thủ, đều là cấp 1 đúng không ạ? Đều phải đến giáp tộc rồi làm nhiệm vụ tân thủ đây. Rồi gia nhập phái. Thì sau khi mà anh em gia nhập môn phái thì anh em sẽ đến đây. Kích hoạt danh hiệu người năng động. Thì đây là nhân vật không đủ điều kiện bởi vì mình chưa gia nhập môn phái cho nên không kích hoạt được. Thì ok, mình sẽ làm qua một chút cho anh em biết nha, mình sẽ gia nhập môn phái trước. Để cho anh em dễ hiểu một chút. Ok, thì sau khi mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ tân thủ rồi thì anh em sau đó sẽ phải đi gia nhập môn phái nhá. Thì ok, thì mình sẽ đi gia nhập môn phái luôn. Mình sẽ gia nhập Thúy Yên đi. Ok, sau khi anh em đã đến môn phái thì mình sẽ gia nhập môn phái nhá. Đây, mình sẽ gia nhập môn phái Thúy Yên Vũ Tiên. Anh em đầu tiên phải gia nhập đến bái kiến trưởng môn của nó đã. Đấy, cứ click vào cái dòng xanh để nó tự tự làm nhiệm vụ. Mang cho tự quyên cô nương đại lý thì phải. Tự quyên lần này chạy xa quá. Thì cái link mà để bát ấy, cái link bát thì anh em mình đôi khi mình hay để ở phần mô tả thì cái này nó không đúng bởi vì cái game này nó cập nhật liên tục phiên bản cho nên anh em phải liên tục download cái link tải bát nhá, tức là vào trang ID để cập nhật cái link mới nhất.
Chứ còn cái link mình để ở dưới đây là hiện tại tức thì mà cái lúc mình đang video là nó sử dụng thôi. Thế còn về sau này thì mỗi ngày nó mỗi tuần nó cập nhật một cái link mới thì anh em phải vào trang ID để lấy link để tải về. Chứ nhiều anh em hỏi là nhiều anh em mà mình để cái link đó xong rồi nhiều anh em copy lại nhưng mà lại không vào game được, lại liên kết máy chủ thất bại thì đương nhiên rồi, bởi vì nó hết hết hạn cái link đấy thôi. Thì phải luôn cập nhật cái link mới thì mới có thể chơi được. Màn thắng. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chính thức vào môn phái. Thì ở đây mình sẽ đến môn phái gặp mình đây, mình sẽ vào Thủy Yên Vũ Tiên. Đấy. Đã xong nha anh em nha. Đây, Linh Miểu này. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn qua một chỗ một cái luôn là cho anh em nào mà không biết nhá. Tức là đối với môn phái Thủy Yên Vũ Tiên và Minh Giáo Bút, chỉ hai môn phái đi thôi. Thì anh em có thể là mua mua trực tiếp yếu quyết của nó ở cái môn phái của nó. Thì đối với Thủy Yên Vũ Tiên anh em có thể gặp hai này. Sau anh em click vào muốn mua một số vật dụng thì đây. Anh em mua yếu quyết nhá, cứ 200 vàng thì một cái. Đấy, đầy đủ yếu quyết luôn. Ok, thì sau khi đã gia nhập môn phái thì mình sẽ quay trở lại đến Thành Đô, Miện Kinh để làm nhiệm vụ. Mình sẽ đến Thành Đô đi. Ok, đến Thành Đô. Thì đầu tiên sau khi mà anh em đã gia nhập xong môn phái, gia nhập xong môn phái rồi, ok rồi. Đây để mình sau khi đã gia nhập xong môn phái, đây rất đông này, bởi vì server nó mới mở. Thì anh em đến đại sứ hoạt động nhé, hoạt động thanh long lệnh 4 này, kích này, võ lâm tân tú. Nhân vật này không đủ điều kiện, sao lại không đủ nhỉ? Hình như phải lập tài khoản mới anh em ạ. Nhiệm vụ hình như là phải lập tài khoản mới anh em ạ. Thời gian ngưng kích hoạt là 30 tháng 4. À rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Thì cái này bắt buộc anh em phải tạo tài khoản mới nhá. Chứ đây là mình sử dụng cái tài khoản cũ, cái đợt tài khoản cũ rồi cho nên không không kích hoạt được cái võ lâm tân tú để làm nhiệm vụ đăng động. Thì bắt buộc là phải tài khoản mới, bắt buộc nha anh em nhé. Thì anh em phải tạo tài khoản mới thì không sao cả, nhưng mà mình vẫn hướng dẫn thôi. Sau khi mà anh em đã kích hoạt được cái võ lâm tân tú và người đăng động này thì anh em sẽ làm như thế này cho mình. Sau khi kích hoạt xong nhé, anh em sẽ vào đây này, vào ngự các này, anh em mua cho mình một cái cực thiên vô cực đơn. Khóa giao dịch, sau đó là nhấp 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 cực thiên vô cực đơn để ăn lên bài 3, nhận 3.000 danh vọng sư môn với 5.000 công trạng. Thì sau khi lên 50.000 lên 73 rồi thì anh em sẽ có thể là làm như sau này. Thì bắt buộc là nó phải là bắt buộc, tức là nó phải lên cấp 90 mới có thể làm được các cái nhiệm vụ tốc chiến tốc thắng này. Tức là bắt buộc phải lên cấp 90. Thì từ cấp 73 làm sao để lên cấp 90? Thì một là anh em sử dụng nữ hoa bảo hạt và ngôi sao may mắn anh em ăn mắc cho mình. Ví dụ mình sử dụng một cái nhá, khóa giao dịch này, mình click này, cái này 73 trở lên mới ăn được. Vâng, thì anh em nhớ ăn cửu thiên vô cực đơn thì lên 73, rồi ăn nữ hoa bảo hạt và ngôi sao may mắn. Thì ăn xong thì cũng không thể lên được 90 ngay đâu. Thì đây là mình đang nói cho những anh em là lười lười cày nhá,
Rồi cày thì ăn thế cho nó nhanh luôn. Thì để lên 90 để làm nhiệm vụ năng động mà. Thế còn nếu mà anh em nào mà có thời gian làm thì anh em cứ làm thế cho mình. Sau khi đã kích hoạt được người năng động à, tân tân tú rồi, anh em làm cái nhiệm vụ dũng cảm tiến tới này. Cái này sẽ có một danh sách 9 nhiệm vụ à, làm xong 9 nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ lên được 90. Ok nhá, chắc chắn lên được 90. Thì sau khi lên 90 thì anh em sẽ như các clip trước mình hướng dẫn cho anh em biết rồi đúng không ạ? Cái khó nhất là chắc là anh em chỉ là làm sao để lên được 90 để cày. Thì đấy, giống như mình đã nói rồi, thì anh em có thể là một là ăn nữ hoa bảo hạp của ngôi sao may mắn để lười cày, hoặc là anh em có thể là mua Event Event ở đây này. Đây là mình cho anh em xem Event này, đại lễ pháo hoa nhé. Event ở đây này, đây này, nhận phần thưởng này, đấy 0 trên 20. Thì cái này anh em có thể mua mua trực tiếp của anh em giao trên 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 thế giới này, ví dụ như là mấy cái Event bằng bao nhiêu thiên câu lệnh chẳng hạn, thì mua trực tiếp thì ăn nó nhanh. Hoặc là đấy là ví dụ dành cho ai lười nhá. Còn nếu mà ai mà rảnh thì cứ ngồi đi làm nhiệm vụ thôi. 9 cái nhiệm vụ mình nghĩ làm trong tầm khoảng 30 phút là xong. Để chỉ cần một có vài người đi tổ đội làm nhiệm vụ rất là nhanh. Chỉ khoảng 30 phút là xong, chắc chắn nha anh em nhá. Đó thì sau khi anh em lên 90 thì anh em lại mua cái thẻ tháng rồi mua thiên kiêu lệnh, quay thiên kiêu lệnh để làm nhiệm vụ lấy điểm năng động. Thì lúc tối mới có 9 giờ, 7 giờ server mở thì rất nhiều thanh niên cũng đã có vô song chiến thần rồi. Có một số thanh niên chứ không phải nhiều. Thì mình cũng giới thiệu một chút về mình xem mình kênh chưa. Ok thì đấy là một cái số hướng dẫn cho anh em hướng dẫn cho anh em nào chưa biết nhá. Đây, server mới này rất là đông nhá. Thì còn mình sẽ hướng dẫn đến cho anh em một cái phần tiếp theo, đó là sau khi mà anh em đã làm xong các kiểu tiền chuyển sinh năm, chuyển sinh sáu thì anh em sẽ ra đến Biện Kinh. Vâng, ra đến Biện Kinh. Thì ra đến Biện Kinh thì anh em click vào chỗ nhận phần thưởng theo đẳng cấp này. Nó có các cái mốc như sau này. Phần thưởng là cấp độ 590 anh em nhớ nhận nhé, bởi vì cũng có nhiều cái giá trị phết. 590, 695, 699, 792. Tức là như thế nào? Tức là anh em hiểu như thế nào, hiểu như thế này này. Chuyển sinh năm cấp 90. Nếu đủ điều kiện chuyển sinh năm cấp 90 thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng này. Và cứ tiếp tục như thế. Chuyển sinh 6 cấp 95, chuyển sinh 6 cấp 99, chuyển sinh 7 cấp 92, 95, 97. Trang kế tiếp theo này. Chuyển sinh 8 92, chuyển sinh 8 96 và đặc biệt là có cái mốc là chuyển sinh 9 90. Anh em sau khi mà lên được chuyển sinh 9 90 đủ đẳng cấp, anh em sẽ ra nhận ở đây nhận được một bộ trang sức hoàn mỹ của văn sức cấp 2. Muốn chọn op như nào chọn là tùy nhé. Đấy thì mình sẽ đấy là về phần nhận phần thưởng theo đẳng cấp. Ok thì cái phần cái thứ hai đó là về top này, nhận trang bị thanh long tướng soái này. Thì đầu tiên là nhận phần thưởng cao thủ 5 triệu 6 công trạng và đạp con hàng nguyên soái. Cái này thì tùy anh em có thể chọn trang bị thanh long tướng hoặc soái đều được. Cái phần thưởng tiếp theo là phần thưởng cao thủ top 1 hệ phái này. Thì yêu cầu của nó là chuyển sinh 8 cấp 95. Thì nó sẽ được nhận được 3 món huyết ẩm và một cái vũ khí hoàng hiệp vô hạn và rất là nhiều đá quý anh em nhé. Ok, đây là phần thưởng top phái. Tiếp theo là phần thưởng cái này thì đây nói chung là đầy đủ phần thưởng. Tiếp theo là nhận top 3 chuyển sinh 8 trên 6. Báo hội vinh dự này. Đấy, bây giờ thì hiện tại nó chưa có ai bởi vì server mới ra mà chưa có ai nhận được top.
Hiện tại thì đang rất đông ở bên Bến Kinh anh em nhé. Bến Kinh đang đông nghịt người. Ok thì clip của mình đến đây hướng dẫn thế thôi. Mình cũng chỉ hướng dẫn qua cho những anh em nào chưa biết. Còn lại thì đa phần anh em có những cái clip hướng dẫn trên mạng rồi thì anh em có thể lên search để làm sao xem được. Thì mình cái clip này mình chỉ hướng dẫn là làm sao để có thể lên được cấp 90. Sau đó là làm được nhiệm vụ năng động cho anh em. Chủ yếu là như vậy. Ok giờ thì cũng đã muộn rồi. Thì hẹn anh em một clip khác nhé. Chào tạm biệt mọi người.